Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ trên Tam Đa Media. Điểm tin hôm nay ngày 13 tháng 2 tức mùng 2 Tết Nguyên đán, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sau cuộc gặp mặt với Tổng thống Miloš Zeman, Thủ tướng Andrej Babiš đã thông báo không thể ban bố tình trạng khẩn cấp tiếp theo. Giờ chỉ còn cách các chủ tịch tỉnh tự yêu cầu tình trạng khẩn cấp cho chính tỉnh của mình. Nhưng hiện giờ các tỉnh vẫn không thống nhất 100%. Thủ tướng sẽ họp với tất cả các chủ tịch tỉnh trong ngày hôm nay để muộn nhất 12 giờ trưa mai có thể thông báo cho người dân. Trước tình hình đó, vào thứ Sáu, Ban chống khủng hoảng Praha đã ra lệnh cho thị trưởng tuyên bố tình trạng nguy hiểm ở thủ đô. Hiện vẫn chưa quyết định liệu điều này có xảy ra hay không. Ban lãnh đạo Praha sẽ thảo luận về vấn đề này với tỉnh Trung Séc trong một số việc khác. Ông Hrip nói, thông tin được đưa ra hôm nay tại cuộc họp chiều nay của Hiệp hội các tỉnh của Cộng hòa Séc với chính phủ cho rằng tất cả các hạn chế sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức vào thứ Hai sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp. Ngược lại, Bộ Y tế có thể dự kiến sẽ duy trì hầu hết các biện pháp. Virus corona sẽ không thực sự biến mất từ đêm Chủ nhật sang thứ Hai, chỉ có duy nhất quản lý khủng hoảng sẽ thay đổi vào thứ Hai. Và ông cũng chia sẻ thêm rằng, hóa ra trong thời gian tình trạng khẩn cấp hiện nay dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Andrej Babiš, đất nước của chúng ta đã lọt vào vị trí tồi tệ thứ ba đáng buồn trong EU. Các biện pháp riêng lẻ nên được sửa đổi. Một số trong đó, theo ông Hrip, đã không hiệu quả. Theo ông, lòng tin của người dân cần phải được khôi phục. Hôm thứ Sáu, Ban chống khủng hoảng Praha đã ủy quyền cho điều phối viên tiêm chủng Praha Martin Niemczech đàm phán về việc mua các bộ xét nghiệm kháng nguyên cho các trường học. Ủy viên Hội đồng Viết Shimrao thuộc đảng Piraki đã được nhân viên này ủy nhiệm làm điều phối viên xét nghiệm. Thành phố cũng đã quyết định xây dựng một trung tâm tiêm chủng với sức chứa lên tới 1.000 người mỗi ngày tại trung tâm đại hội Praha. Ngay cả khi tình trạng khẩn cấp không còn có hiệu lực, thì Bộ Y tế vẫn có khả năng ban hành các biện pháp khẩn cấp giống như vào mùa xuân và mùa thu năm trước. Bộ có thể cấm hoặc hạn chế một số hoạt động, bao gồm đóng cửa trường học, nhà hàng hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa. Tuy nhiên, trong luật không nói về khả năng hạn chế bán lẻ. Hạn chế di chuyển và đóng cửa các cơ sở kinh doanh được áp dụng trên toàn quốc, được chính phủ áp dụng theo đạo luật khủng hoảng và có hiệu lực trong thời gian tình trạng khẩn cấp. Bộ luật đặc biệt về đại dịch được chính phủ thông qua vào tháng 5 năm ngoái. Bộ luật này chưa từng được Hạ viện thảo luận. Chỉ khi tình trạng khẩn cấp tiếp theo được công bố thì các biện pháp phòng dịch mới được áp dụng trên diện rộng. Tuy nhiên, để tình trạng khẩn cấp có thể kéo dài thì chỉ tòa án hiến pháp mới giải quyết được. Giả sử chính phủ sẽ đưa ra một quy trình được mô tả cụ thể và khác với những gì trước đây đã làm, thì khả năng sẽ được xem xét. Theo các luật sư, bất kỳ biện pháp nào mà Bộ Y tế thực hiện đều phải được chứng minh rõ ràng và những rủi ro cần phải được mô tả chính xác. Những biện pháp mà Bộ đưa ra có thể thay thế phần lớn các biện pháp hiện có. Ngoài ra, Bộ có quyền hạn chế di chuyển giữa các khu vực, cấm rạp hát, rạp chiếu phim mở cửa, cũng như tổ chức các sự kiện thể thao. Ngoài ra, Bộ cũng có thể đóng cửa trường học, khách sạn và nhà hàng. Ngay cả khi tình trạng khẩn cấp không có hiệu lực, Bộ cũng có thể triệu tập giúp đỡ từ quân đội. Họ sẽ tiếp tục trợ giúp tại bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác như từ trước đến giờ. Theo các luật sư hiến pháp, chủ tịch các tỉnh cũng có thể bổ sung các biện pháp khác. Nếu tình trạng nguy hiểm được ban bố, thì họ có quyền cấm hoặc hạn chế di chuyển và cư trú của người dân trong khu vực của họ. Vào những ngày gần đây, nhất cử nhất động của chính phủ luôn được những người kinh doanh theo dõi một cách sát sao, bởi họ đang hoang mang và không biết rằng liệu có những thay đổi gì sẽ xảy ra. Liệu thứ Hai tới đây các cơ sở kinh doanh có được mở cửa hoạt động trở lại hay không? Những biện pháp nào sẽ được áp dụng? Theo ghi nhận thì một số cơ sở sẽ mở cửa ngay khi có thể, và một số khác thì lại cần tính toán cẩn trọng hơn. Tiệm làm tóc này có tất cả 5 cơ sở trên toàn Séc và chuẩn bị mở thêm 2 cơ sở nữa vì các lệnh cấm, nhân viên giờ không có việc làm. Và theo chủ cơ sở chia sẻ thì họ đã sống trong tình trạng không chắc chắn như thế này cả năm nay. Nếu luật cho chúng tôi mở cửa thì chúng tôi sẽ mở. Tất nhiên là chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp ngay cả khi không bắt buộc, ví dụ như hạn chế tiếp xúc với khách hàng hay chỉ phục vụ khách hàng vào đúng thời gian họ đã đặt lịch. Ngay cả khi tình trạng khẩn cấp kết thúc, thì người dân cũng không thể tới sở thú ở Jihlava, nơi này vẫn đóng cửa. Thành thật là tôi cũng theo dõi số ca nhiễm mỗi ngày và các chỉ số vẫn như nhau. Vì vậy chúng tôi không ăn mừng vào thời điểm này. Mọi thứ có thể quay trở lại như cũ, như vậy là không có trách nhiệm. Thư viện tại Jihlava hiện hoạt động theo hình thức không tiếp xúc. Điều đó có nghĩa là người dân có thể đặt sách trực tuyến hoặc qua điện thoại, sau đó hẹn ngày và giờ cụ thể để đến lấy sách. Vào thứ Hai tới đây, họ sẽ chỉ mở cửa sổ để giao sách. Từ quan điểm hậu cần thì điều đó dễ dàng hơn với chúng tôi. Nhưng nếu nói về việc mở cửa toàn bộ, thì có thể chúng tôi sẽ mở vào thứ Tư. Tại dãy núi Jesenic, khả năng lớn người dân có thể trượt tuyết vào thứ Hai. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là chỗ ở của chúng tôi sẽ như thế nào? Dịch vụ ăn uống hay các thứ khác sẽ ra sao? Nhưng tất nhiên là đối với chúng tôi đây là một tin tốt.
Nếu vào cuối tuần này không có gì thay đổi, thì phần lớn các khu vực trượt tuyết sẽ mở cửa hoạt động vào lại thứ hai. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua thông tin về dịch bệnh tại Séc trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận của Bộ Y tế, thì hôm qua Séc đã ghi nhận 8.782 ca nhiễm mới. Tính đến ngày hôm qua thì số người nhiễm bệnh trong tuần này đã vượt quá 40.000 người. Con số này cũng tương tự như những tuần trước và có thể nói rằng số ca nhiễm vào tháng 2 không tăng cũng không hề giảm. Đây là biểu đồ dự báo dựa trên các chỉ số. Theo các nhà dịch tễ học thì có thể dịch sẽ bắt đầu tăng mạnh. Màu đỏ hiển thị mô hình dự kiến với tỷ lệ lây nhiễm 40%, màu vàng là 70%. Nếu đúng như vậy thì trong tháng 2 sẽ ghi nhận thêm 270.000 trường hợp nhiễm mới. Và đây là biểu đồ xét nghiệm dương tính của những người có triệu chứng, số ca nhiễm không hề giảm và tỷ lệ luôn nằm trên 30%. Hôm 12 tháng 2, vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng xuất hiện trong video gửi lời chúc Tết Nguyên đán trên Twitter. Họ chúc mọi người vào năm con trâu, tức Tân Sửu, hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng. Hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng là những điều tốt đẹp được vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi vào lời chúc Tết Nguyên đán 2021. Họ nói rằng năm con trâu nhắc nhở về tính kiên cường và kiên trì. Đệ nhất phu nhân Jill và tôi có mặt ở đây để chúc các bạn một cái Tết Nguyên đán vui vẻ. Tổng thống Mỹ Joe Biden mở đầu video dài hơn 2 phút gửi lời chúc tới người đón Tết Nguyên đán khắp nơi trên thế giới. Bà Jill so sánh rằng, giống như những chiếc đèn lồng, chúng ta hy vọng thắp sáng con đường phía trước. Trong video, vợ chồng Tổng thống Biden cũng nhắc tới đại dịch COVID-19 khi sinh mạng và sinh kế của con người bị mất đi. Ông Biden nói, chúng ta còn chứng kiến một thảm kịch khác, tình trạng phân biệt chủng tộc, quấy rối, sự thù hận nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Cuối video, ông Biden gửi lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng trong năm mới. Trong cuộc họp báo định kỳ 2 lần mỗi tuần về dịch bệnh, tổ chức vào ngày 12 tháng 2, Tổng Giám đốc WHO ông Tedros khẳng định, mọi giả thuyết đều vẫn đề ngỏ. Trong cuộc điều tra của cơ quan này về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO được cho là mâu thuẫn trong những phát ngôn về truy tìm nguồn gốc phát sinh dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Phát ngôn này được cho là mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của nhóm chuyên gia WHO có mặt tại Vũ Hán để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tại cuộc họp báo ở Vũ Hán ngày 9 tháng 2, nhóm chuyên gia của WHO điều tra nghiên cứu chung cùng nhóm chuyên gia Trung Quốc đã nêu nhận định, theo định hướng loại trừ khả năng virus độc hại này dò dỉ từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, họ nhấn mạnh giả thuyết nêu trên, vốn được lan truyền và được nhiều người tin tưởng trong thời gian dài vừa qua, là khó có khả năng xảy ra. Nhóm chuyên gia của WHO cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trước tháng 12 năm 2019, khi ca nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận. Ngay sau tuyên bố này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã có lời phản hồi thể hiện sự không chấp thuận. Tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 2, Tổng giám đốc Tedros dường như biện hộ cho phát ngôn có phần nóng vội trước đó của các chuyên gia. Đây là một điều tra khoa học rất quan trọng, nhưng trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ông nói và tuyên bố rằng ông hy vọng một báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra này sẽ được công bố vào tuần sau và báo cáo cuối cùng sẽ có trong vài tuần nữa. Khẩu trang BIOS của công ty Paul Boer Technologies đã được quân đội Pháp thử nghiệm khả năng diệt virus corona và vi khuẩn. Dự kiến trong nửa đầu năm nay, khẩu trang mới sẽ trình làng. Công ty Paul Boer Technologies của Pháp đã tìm ra giải pháp với loại khẩu trang diệt khuẩn BIOS. Theo đó, khẩu trang có chức năng diệt virus, bao gồm virus corona, H1N1, cúm gia cầm và vi khuẩn. Khẩu trang BIOS sử dụng vải không dệt có chứa chất diệt khuẩn ở lớp bên ngoài khẩu trang FFP2, có tác dụng ngăn 94% hạt mịn đến 0,6 micron. Công ty khẳng định khẩu trang BIOS có thể diệt virus trong chưa đầy 4 tiếng, nhờ đó hạn chế virus lây lan. Dự kiến khẩu trang mới sẽ được bán ra trong nửa đầu năm 2021 và sẽ được bán đắt hơn khẩu trang FFP2.
Paul Bio Technologies có tuổi đời hoạt động 117 năm, vốn là nhà sản xuất quần áo bảo hộ chống hạt nhân, phóng xạ, sinh học và hóa học cho quân đội, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Pháp. Trong đại dịch COVID-19, công ty đã sản xuất 60 triệu khẩu trang FFP2 tiêu chuẩn châu Âu và khẩu trang y tế. Các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump hôm 12 tháng 2 tung đoạn video tấn công vào cáo buộc của Đảng Dân Chủ. Đội pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump công bố đoạn video dài khoảng 10 phút, trong đó là hình ảnh nhiều thành viên nổi tiếng của Đảng Dân Chủ, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các quan chức khác sử dụng từ chiến đấu trong các bài phát biểu chính trị. Trước nhóm luật sư, nhóm luận tội đã có 2 ngày trình bày các luận điểm cáo buộc. Các thành viên Hạ viện phụ trách luận tội cho rằng ông Trump đã gieo rắc mầm mống bạo lực và đưa ra các cáo buộc sai lệch về gian lận bầu cử từ lâu trước ngày 6 tháng 1. Dù vậy, các đảng viên Đảng Dân Chủ khó có khả năng nhận được sự ủng hộ đủ lớn từ Thượng viện để kết tội ông Trump hoặc ngăn ông tái tranh cử. Để làm được điều này, họ cần 2/3 Thượng viện, có nghĩa là ít nhất 17 đảng viên Cộng hòa sẽ phải bỏ phiếu chống lại ông Trump khi ông vẫn đang được các cử tri Cộng hòa ủng hộ. Phiên tòa luận tội dự kiến sẽ tiếp tục lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 2 theo giờ địa phương. Cuộc bỏ phiếu để quyết định ông Trump có bị kết tội hay không sẽ diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày. Người dân Myanmar hôm nay tiếp tục ngày biểu tình thứ 8, phản đối cuộc đảo chính của các vụ bắt bớ người chỉ trích quân đội. Hàng nghìn người tập trung tại Yangon, trung tâm kinh tế tài chính của Myanmar, trong khi tại thủ đô Naypyidaw, thành phố lớn thứ hai của đất nước Mandalay và các thành phố khác, người biểu tình tiếp tục xuống đường. Hãy chấm dứt bắt bớ vào ban đêm là một trong những biểu ngữ được người biểu tình ở Yangon dương cao hôm nay nhằm phản đối các cuộc bắt giữ của quân đội trong những ngày gần đây. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 12 tháng 2 cho hay hơn 350 người, bao gồm quan chức, nhà hoạt động và nhà sư đã bị bắt tại Myanmar sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Một số người bị cáo buộc hình sự với lý do không rõ ràng. Sự tức giận của Myanmar đã đẩy lên cao hơn do các video cho thấy nhiều người chỉ trích chính phủ bị bắt, bao gồm một bác sĩ tham gia phong trào bất tuân dân sự. Một số bị bắt giữ diễn ra lúc trời tối. Ban đêm tại đất nước chúng ta không còn an toàn nữa là câu khẩu hiệu đang được chia sẻ khắp nơi trên Internet. Bộ Tài chính Mỹ ngày 11 tháng 2 thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Thống tướng Min Aung Hlaing và các quan chức quân sự hàng đầu Myanmar sau vụ đảo chính hôm 1 tháng 2. Ngày 12 tháng 2, một vụ nổ đã xảy ra bên trong một nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 15 người chết, 26 người khác bị thương. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, nhà máy sản xuất pháo hoa nằm ở làng Achankulam, cách thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, hơn 450 km. Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang trộn các hóa chất để làm pháo hoa. Bên trong nhà máy lúc đó có khoảng 50 người đang làm việc, một số người đã bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt và đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa rõ và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Việc sản xuất pháo hoa không tuân thủ các quy định về an toàn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ nổ gây thiệt hại cả về người và tài sản. Sau khi đạt mức kỷ lục với 48.000 USD, ngày hôm qua thì hôm nay đồng Bitcoin lại có xu hướng giảm nhẹ xuống ở mức hơn 47.000 USD, giảm 2,24% so với 24 giờ trước. Ngày 13 tháng 2 trên thị trường có 80 trên 100 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ trước thì đồng Bitcoin lại giảm nhẹ từ 48.000 đô la Mỹ xuống hơn 47.000 đô la Mỹ. Theo các chuyên gia kinh tế, giá Bitcoin tăng một phần cũng nhờ sự lạm phát của đồng đô la Mỹ. Việc chính quyền Tổng thống Joe Biden bổ sung gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ vào phần thị trường khiến nhiều người lo ngại sức mua của đồng tiền đô la Mỹ sẽ ngày càng giảm. Đứng trước nguy cơ lạm phát, người dân bắt đầu chuyển sang đầu tư vào những loại tài sản khan hiếm không tăng về nguồn cung như vàng và Bitcoin. Đồng tiền kỹ thuật số có giá trị nhất thế giới vừa đạt nhiều lần kỷ lục và đã nâng giá trị vốn hóa lên tới 900 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính vốn hóa trên tổng số 21 triệu đồng Bitcoin, quy mô của đồng tiền kỹ thuật số này đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tuần mới lên tức mới, hãy cùng xem tuần này Tamda Foods có những sản phẩm hấp dẫn gì nào. Sản phẩm làm tốt và có giá siêu đẹp đó là Lion và KitKat chỉ 6,70 krun hay các sản phẩm khác với giá siêu hấp dẫn. Kinder Bueno với giá 11,50 krun hay bánh Mila 50g giá trị 8,90 krun. Và cũng không thể nào không nhắc tới gia vị từ thương hiệu avocado với giá trị từ 5,50 krun.
Ngoài ra, chỉ cần mua 4 sản phẩm pate hoặc phết bánh mì từ thương hiệu Hame sẽ có ngay cơ hội trúng giải thưởng hấp dẫn. Tâm Đắc Foods kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 biến chủng nCoV gồm Anh, Nam Phi, Rwanda, Châu Phi và một biến thể G. Cụ thể, sáng ngày 2 tháng 1, Bộ Y tế công bố trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Anh tại Việt Nam là bệnh nhân 1435. Sáng ngày 31 tháng 1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố kết quả giải trình tự gen bệnh nhân 1442, quốc tịch Nam Phi, nhiễm biến thể nCoV mới từ Nam Phi. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm chủng Nam Phi tại nước ta. Còn ngày 12 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM mới công bố kết quả giải trình tự gen mẫu dịch mũi họng bệnh nhân 1979 và hai bệnh nhân thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy thuộc chủng A231 ở Rwanda, Châu Phi. Ngoài ra, đợt dịch ở Đà Nẵng khởi phát hồi cuối tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến chủng nCoV phát hiện ở Đà Nẵng tương tự với các chủng đang lưu hành ở nhiều quốc gia. Thời điểm đó, đột biến nCoV lây lan rộng nhất trên thế giới có tên gọi D614G. Biến chủng này được cho là không mới, thường được gọi là thể G. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, kiều bào ở nước ngoài nói chung, ở nước Đức nói riêng, lại rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Năm nay do đại dịch COVID-19, không khí đón Tết không được nhộn nhịp như mọi năm. Song không phải vì thế mà làm giảm nhiệt huyết của các bà con hướng về cửa Phật, hướng về quê hương đất nước. Có một số ngôi chùa Việt, nơi bà con ở chốn đất khách quê người thường xuyên tìm tới để an lạc tâm linh hướng về cửa Phật. Những năm gần đây, thường có hàng trăm người đến đây trong đêm giao thừa và trong suốt những ngày trước và sau Tết. Covid đem ra số người đến tham gia không phải ông chùa ít, nhưng mà những ngày vừa rồi thì cũng có một số Phật tử, một nhóm Phật tử nhỏ có đến làm rửa lá, làm bánh chưng thì cũng như mọi năm, và làm các loại bánh để phục vụ cho tất cả chị em bà con Phật tử vùng Mê Linh, để cho cũng cái bánh chưng cũng làm đại diện cho ngày Tết để đỡ nhớ quê hương hơn và ấm lòng hơn. Năm nay, dù quy định giãn cách xã hội ở Đức rất nghiêm ngặt, nhưng Đại Đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà, vẫn chu đáo chuẩn bị một không khí thật ấm cúng nơi cửa Phật. Nhiều tuần trước Tết, Đại Đức Thích Pháp Nhẫn cùng các Phật tử thay phiên nhau gói bánh chưng, bánh tét, luộc bánh, đảm bảo cho bà con Phật tử có một cái Tết truyền thống mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Dù là dịch Covid, nhưng mà chúng tôi vẫn thay phiên nhau. Một hôm thì có được vài ba người thôi. Thì mấy năm trước thì tập trung gọi có 2 ngày, 3 ngày. Nhưng mà năm nay gọi liên tục bởi vì không được phép tập trung đông người. Và chúng tôi làm những cái việc này để duy trì cái nét đẹp truyền thống của người Việt và duy trì được cái bánh chưng, bánh tét để cho người Việt mình dù xa quê hương thì vẫn được ấm cúng như sống trọn quê hương của Việt Nam vậy. Không chỉ đem đến không khí Tết cho mọi nhà, bà con Phật tử còn dành một phần cho quỹ từ thiện của nhà chùa giúp cho những mảnh đời cơ nhỡ ở quê hương. Làm việc thiện, việc có ích cho cộng đồng, cho quê hương luôn được sư trụ trì và bà con Phật tử tâm niệm và làm thường xuyên. Là một kiều bào đang sinh sống tại Đức, Đức này thì đang cái mùa Covid, tức là đang bị giãn cách rất là lớn, cũng không những ở Đức và Việt Nam nữa, thế cho nên là cảm giác của chúng tôi rất là nhớ về quê hương, về đất nước, về những gia đình người thân ở trong nước. Những chiếc bánh chưng được gói, luộc bởi những bàn tay khéo léo, tấm lòng thảo thơm của các Phật tử xếp thành hàng, thành dãy. Nhìn những gương mặt thiện tâm bên nồi bánh chưng sôi sục, thơm nước, ai cũng cảm thấy ấm lòng. Dường như Tết quê hương đã tràn ngập nơi đây. Tết là dịp sum vầy đoàn viên bên gia đình và người thân. Thế nhưng với những chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam, khi Tết đến xuân về, họ vẫn thầm lặng bám biển để bảo vệ chủ quyền quốc gia và trở thành điểm tựa vững chắc của người dân. Đón xuân nơi đầu sóng, vì sự bình yên của Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của những người lính biển. Đây là lần đầu tiên Thiếu úy Hoàng Ngọc Tuấn Anh, tàu cảnh sát biển 4037 cùng đồng đội ra khơi làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Nhận thức được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và thực thi pháp luật trên biển là nghĩa vụ thiêng liêng của chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Thế nên được đón Tết trên tàu vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự của tuổi trẻ. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, thì cảm xúc của tôi là hơi có một chút bối hồi. Tuy nhiên
bản thân tôi bên cạnh đó có các cấp ủy và các chỉ huy tàu quan tâm giúp đỡ để mình có thể thực hiện các nhiệm vụ. Bắt đầu một hành trình dài trên biển, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đón Tết xa nhà. Tàu là ngôi nhà thứ hai của những người lính biển, thế nên Tết trên tàu, trên các thềm lục địa của Tổ quốc vẫn luôn ấm cúng và mang đậm chất riêng của những người lính biển. Thực hiện nhiệm vụ trên biển, đón Tết trên biển. Vâng, thì cảm xúc của tôi thì cũng rất là vui. Vì mình đã được đóng góp một phần công sức của mình vào cái sự nghiệp bảo vệ đất nước trong những ngày lễ Tết, chúc cho bà con nhân dân của chúng ta ở quê đón Tết một cách vui vẻ. Giữa biển trời mênh mông sóng gió, những chiến sĩ cảnh sát biển vùng 2 vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, giúp đỡ ngư dân và đón một mùa xuân mới về với đất nước trên những vùng biển đảo của Tổ quốc thân yêu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì luôn thể hiện được cái sự đoàn kết, thống nhất. Chúng tôi có những cái tổ chức, những cái hoạt động đón Tết trên biển như gói bánh chưng, bánh tét, rồi vui chơi, ca hát, rồi anh em chúc nhau, động viên nhau và cùng nhau quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Chúng tôi duy trì nghiêm tại các điểm đảo, các tổ chức để sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn theo yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát để duy trì thực thi pháp luật trên biển, để tất cả những cái chế độ tiêu chuẩn và tổ chức toàn diện các hoạt động để chuẩn bị cho vui chơi và đón Tết với tinh thần là vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Tàu là nhà, biển cả là quê hương. Hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát biển còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân Việt Nam hoạt động khai thác thủy hải sản hợp pháp. Giữa biển cả mênh mông, các tàu cảnh sát biển Việt Nam rực sáng ánh đèn chào đón mùa xuân về với đất nước. Tết của những người lính biển cũng thật ý nghĩa và ấm áp nơi khơi xa. Với tình yêu mãnh liệt dành cho tà áo dài, nghệ nhân Lan Hương đã dành nhiều thời gian và công sức cho áo dài thuần Việt. Với gần 20 năm kiên trì và theo đuổi niềm đam mê đó, nhà thiết kế Lan Hương vừa được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và lan tỏa giá trị áo dài Việt. Lời tri ân là một chương trình thời trang được nghệ nhân Lan Hương thực hiện bằng tất cả lời tri ân với thiên nhiên, với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sau những thăng trầm làm nghề. Đây là tập hợp các bộ sưu tập áo dài kinh điển trong sự nghiệp giữ hồn áo dài mang đậm bản sắc Việt của chị. Những thiết kế áo dài với chất liệu đặc trưng là lụa mang đến vẻ đẹp đằm thắm, kín đáo mà vẫn rất sang trọng cho người phụ nữ. Giữ nguyên nét truyền thống cơ bản của áo dài với một chút biến tấu ở cổ và tay áo cùng với những họa tiết thêu tay tinh tế đã làm nên nét đặc sắc riêng của áo dài thương hiệu Lan Hương. Sự nghiệp của Lan Hương cho câu chuyện thời trang là môi trường, là tri ân, đó là những loại nguyên liệu, loại sợi được lấy từ thiên nhiên, từ các loại thực vật. Ví dụ như sợi tơ chuối, sợi tơ dứa, sợi gai, sợi đay và có rất nhiều những loại sợi quý giá như từ tơ tằm. Bằng chất liệu truyền thống, với 100% các công đoạn thực hiện được làm thủ công, những thiết kế áo dài của nghệ nhân Lan Hương luôn mang vẻ đẹp riêng có. Trước nhiều xu hướng thiết kế áo dài cách tân, chị vẫn là người kiên trì thiết kế áo dài truyền thống và chỉ thiết kế theo cảm xúc của mình. Vì vậy, những chiếc áo dài của Lan Hương luôn đẹp và hấp dẫn với mọi người. Mang đậm tinh thần dân tộc của một người Việt Nam và thậm chí là Thu là một cô gái Việt Nam. Thu khoác lên cái bộ trang phục này thì Thu cảm thấy vô cùng tự hào. Hân cũng cảm nhận được bằng một cái tình yêu vô bờ bến với cả những cái chất liệu của Việt Nam này, rồi là với những làng nghề của Việt Nam thì chị Lan Hương đã có đổ rất là nhiều tâm huyết để có thể gây dựng lại những loại vải mà gần như là đã mất. Gần 2 thập kỷ đi qua, nghệ nhân Lan Hương đã đưa áo dài đi trình diễn nhiều nước trên thế giới. Chị đã và đưa không gian trình diễn áo dài, các nghệ nhân làm nghề thủ công truyền thống gắn với áo dài về ngôi nhà của mình với mong ước
tạo nên những không gian văn hóa riêng cho áo dài. Lan Hương's designs are extraordinary. Các thiết kế của Lan Hương rất ấn tượng. Cô ấy đã biến tấu chiếc áo dài truyền thống thành nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, chúng vẫn giữ được bản sắc cổ truyền, có mẫu áp dụng kỹ thuật dệt của người dân tộc, có mẫu lại là hình ngôi chùa cổ. Some of the ethnic minority textiles. Đã trở thành một nghệ nhân ưu tú, nhưng nhà thiết kế Lan Hương vẫn nghĩ mình là một cô thợ may có tâm, một cô thợ may giỏi. Dường như tấm áo ấy trong mỗi thiết kế của chị ngày một đẹp lên và lấp lánh bởi tình yêu trang phục dân tộc. Vâng, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an lành và đoàn tụ ấm áp bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.